Mà Lâm Ết Bình Dương xin chào tất cả bà con, cô bác, quý cô, chú, quý anh chị đang xem trên kênh YouTube của Mà Lâm Ết Bình Dương nha. Và trong video buổi chiều và tối ngày hôm nay á, thì Mà Lâm Ết sẽ cập nhật cho tất cả bà con, cô bác rất là nhiều những tin tức mới luôn. Cách đây 2 giờ trước thì chị Hồng Loan có đăng một cái status thông báo như thế này: Chế Xuyên đã về Việt Nam với mớm mớm rồi, vui vui. Xem bình luận cùng con nhé, đại gia đình yêu thương của con ơi. Đó, thì trong cái status này, cái thứ nhất á, là chị Hồng Loan thông báo là Chế Xuyên đã về Việt Nam rồi nha. Và đã gặp gỡ chị Hồng Loan rồi. Và cái thứ hai á, là xem bình luận của khán giả bên dưới. Thì bây giờ 15S sẽ đọc bình luận của khán giả cho tất cả bà con cô bác chúng ta cùng lắng nghe nha. Bên dưới thì chị có để một cái đường link, một cái đoạn video là Trương Bảo Xuyên về Việt Nam liền, đến nhà tìm Hồng Loan. Đó. Thì bên dưới thì 15S thấy có 5 lượt comment nha. Trân quý Chế Xuyên, Chế nghe, bé mớm mà vui. Thì Chế ở đây cũng vui với mớm nè. Quá trời, quá cái miệng của bà Xuyên luôn hà. Chị Ni thì cũng đã vào bình luận như thế này: Trời ơi, cho nó tránh xa tao ra mớm ơi. Đó. Và bên dưới thì có thêm là 12 bình luận nữa. Gì kỳ vậy má. Kiểu nói như thế á thì còn lâu mới xa. Vì hai người sáp vô gần nhau là cười tít mắt. Xuyên có lì xì cho Ni y mà hì hì. Sao lại phân biệt đối xử với Chế Xuyên như vậy hả chị? Sao vậy? Bảo Xuyên dễ thương mà, hì hì, yêu cả ba chị em luôn nè. Trí Cảnh TV thì cũng đã vào bình luận như thế này: Mới ra đón và bắt tay tại sân bay, kha kha. Sân bay nền đất à bạn. Chàng ơi, hú hồn chim mén nè. Ổng chọc đó mà. Má Xuyên á, xài kem trộn hay gì mà trắng dữ vậy chàng. Ôi mà ơi. Trí Cảnh đón Bảo Xuyên ở sân bay hả? Em tưởng vong không á trời, gì mà trắng vậy. Xuyên diễn hài là bao vui. Hôm nào Loan làm MV hài có Ni và Xuyên tham gia sẽ vui lắm đây. Bé Loan mặc áo dài rất là đẹp. Chuẩn tiểu thư, con gái của ba nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tết xâm vài yêu thương rồi, còn gì hơn thế nữa. Chúc mừng mớm, cảm ơn Trương Bảo Xuyên, người mang ăn nhân Hồng Ni đến với gia đình út mớm. Xuyên quá chuyên. Anh cười có làm phim mới mời Xuyên tham gia thì hot lắm. Bỏ tay. Chế Xuyên mua hàng bê ghe có Loan mới chịu. Hài ứng luôn. Yêu thương Chế Ni, Chế Xuyên nhất. Chúc mừng Loan. Loan mà hoang dại với ve là Loan mất tất cả, gây thất vọng cho khán giả trong và ngoài nước, phụ lòng yêu thương của mọi người. Có đủ bộ bảo vệ ủng hộ Hồng Loan như này á thì đám kền kền có mà hửi khói. Em Trương Bảo Xuyên nói chuyện nghe rất truyền cảm, rất ấm áp. Xuyên đưa Ni tới giúp Loan, ủng hộ Xuyên Ni. Chúc Loan thành công nha. Chúc mừng Hồng Loan. Dạ, mà tòa xử được trước Tết thì có Xuyên ở cùng ở nhà tham dự thì tuyệt vời. Nhưng mà không được rồi. Chế Xuyên đã về, nhìn ghê quá. Thương chị Loan quá. Đã xem và tặng Xuyên một được đăng ký kênh, một like. Mộ cậu ruột thịt của nó mà có nằm phơi nắng phơi mưa 3 tháng trời để quyên góp không biết bao nhiêu tỷ tỷ. Ức chế quá. Con người ta mới lên mộ phản kháng cho cộng đồng biết và ngừng kịp thời, chứ không là nó quyên góp tới nay chưa ngừng nữa. Cậu nó còn không tha, Loan là gì với nó. Xuyên về Việt Nam vui quá. Thắng kiện thì niềm vui nhân đôi. Chị chúc mừng em Hồng Loan.
Em thấy Bảo mua hết đồ ăn vặt trong shop chị mà hi hi. Đang kho gà thấy Bảo Xuyên á, là để lửa nhỏ lại, chạy ra coi like Bảo Xuyên nè. Tên giống mình nè, Mỹ Xuyên, chào Bảo Xuyên. Kha 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 kha. Chúc gia đình Loan năm mới phát tài. Hải Lộc cùng anh chị em yêu thương. Vì yêu thương mà đến ủng hộ team này nhé. Đồng bọn của ve, xuân này con vắng nhà hen. Vui cùng các cháu. Thương thương, chúc mừng. Coi cười xỉu với ổng. Cái miệng bà Xuyên á, quá trời cưng luôn. Chuyến này á, phải ra MV với chế Xuyên nha Loan. Thêm một cây hài cùng mớm. Vui quá. Mời chế Xuyên đi ăn nhà hàng dùm chị nhé Hồng Loan. Có Bảo Xuyên về, vui lắm đây. Tay ải tay ai mà trắng thế. Nhậu thôi mớm ơi. Đó, như các cô chú các chị thấy rất là nhiều những bình luận của khán giả bên dưới cái tà tút của chị Hồng Loan nha. Rồi thì tin tiếp theo thì 15S sẽ cập nhật một cái tin cũng rất là mới từ chú Lê Tính nha. Rồi cách đây là 2 giờ trước, chú Lê Tính có một status như thế này. Từ lớn tới nhỏ, từ già tới trẻ, từ cũ tới mới, giống y nhau. Thần kinh bất ổn, tâm đình chiến. Ở bên dưới thì 15S thấy có hai cái ảnh chụp màn hình thì 15S xin phép đọc luôn nha. Thỉnh nguyện thư tạm đình chiến gửi đến bạn Phượng hay yêu cầu 1 triệu tập đám tàn quân ô hợp. Cũ và mới đang phá làng phá xóm, về lại hang hổ cho uống thuốc thần kinh đúng liều, chừng nào hết khùng á rồi chiến tiếp. 2. Yêu cầu phóng sanh các âm hồn cho tụi nó đi đầu thai, hồn mà bóng quế siêu thoát càng sớm càng tốt, thiện tài. 3. Nâng cấp tiêu chuẩn tuyển quân, không cần đẹp, không cần giỏi, chỉ cần tỉnh, thần kinh bình thường ổn định. Cảm ơn Phượng, cố lên. Đó. Và bên dưới thì 15S thấy 30 lượt bình luận thì 15S xin phép đọc một số bình luận cho bà con cô bác chúng ta cùng hiểu cái thông điệp mà chú Lê Tính gửi đến bà con cô bác, quý cô chú anh chị nha. Điều thứ ba là năn nỉ xin thêm. Andy Lê anh ơi, người xưa đã từng dạy đừng nên tranh luận với người ngu. Để giải quyết vấn đề này á, thì anh chỉ cần truyền lệnh cho 500 cấm vệ quân copy câu và link bên dưới rồi vào các page kênh YouTube của ve chúa rồi dán. Ve ơi, mày chỉ là một con ngan trong trăm ngàn con vịt, một con tép trên mép con mèo. Nhân cách của mày còn rẻ hơn 3 đồng nhị. Đó cũng là mong muốn của toàn thiên hạ, chứ gì đâu mà ngày ngày dân chúng cũng đi chửi lộn với hồn ma bóng quế, vong linh không siêu thoát. Cười mỏi cái quai hàm, không biết nói gì luôn á. Nhóm về bất ổn nhất hiện nay. Hai điều này đã đọc xong, ta nói ưng quá chừng luôn. Hơi hài hức xíu, mà mấy đứa nào chứa toàn cát đá, xem được chắc nó nhảy dựng đứng quá, mà có làm gì được đâu. Liều liều. Đúng rồi anh, cứ để vậy hoài á, túi em đi cái cùng nhau mà thiệt. Ve tuyển đồng bọn sợ quá, toàn là khuyết tật không à. Rất là nhiều những bình luận của khán giả ha. Thì trong buổi chiều tối ngày hôm nay 15S cập nhật hai cái tin như vậy cho bà con cô bác, quý cô chú anh chị nha. Bà con xem video nhớ like, đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất từ 15S nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.